Chào anh. Anh có thể cho biết là anh đeo đồng hồ được bao nhiêu lâu rồi ạ? Dạ em đeo đồng hồ khá lâu rồi chị. Khoảng bao nhiêu năm? Dạ em đeo khoảng 8 năm nay rồi. À, cho biết là cái đồng hồ của anh là đồng hồ hiệu gì và anh mua nó ở đâu và anh có thể phân biệt được đồng hồ thật giả hay không? Dạ để phân biệt được một cái đồng hồ thật giả thì nó quá nhiều yếu tố để quyết định đến đấy, mà mấy người tiêu dùng thì khó để phân biệt được. Phải có người trong dùng và chơi cũng như để hiểu biết thì mới nhận ra được thật giả. Mình chỉ tin tưởng là cái phân phối của hãng ở các cửa hàng thôi, chứ mình không thể phân biệt được là hàng thật giả, nó rất là tinh vi. Hàng chỉnh hàng là nhìn nó sẽ thật hơn. Anh có tin tưởng là nó là thật không? Chắc phải tin. Vâng, thật giả thật là khó phân biệt làm sao, ít nhất là với những chiếc đồng hồ trên tay tôi đây, một thương hiệu nổi tiếng của Đức. Vậy mà cái thì xấp xỉ 200 triệu đồng, có cái lại chỉ có hơn 2 triệu đồng mà thôi, thật là phi lý. Xin kính chào quý vị, tôi là Diệu Trang trong chương trình Chống buôn lậu hàng giả bảo vệ người tiêu dùng. Và tôi hy vọng rằng quý vị sẽ không phải tháo chiếc đồng hồ đang đeo trên tay của mình để giấu nó vào trong một góc tủ nào đấy sau khi xem xong chương trình ngày hôm nay. Bởi vì câu chuyện hôm nay của chúng ta sẽ xoay quanh những chiếc đồng hồ làm giả các thương hiệu, chiêu thức mà những người bán đã tạo được niềm tin để lấy tiền triệu ra khỏi túi của quý vị, và cách chúng ta sẽ nhận biết đồng hồ thật giả để thoát khỏi cái mê hồn trận của những món đồ giả long lanh này ra sao. Như quý vị thấy đấy, rất nhiều người tiêu dùng quả thực cũng khá là dễ tính với việc lựa chọn đồng hồ đeo tay, hoặc có người thì là do khả năng tài chính hạn chế nhưng tâm lý lại thích hàng hiệu nên vô hình chung đã tiếp tay cho một thị trường làm giả. Cách đây không lâu thì lực lượng chức năng tại nhiều tỉnh thành đã đồng loạt ra quân kiểm tra và thu giữ, xử phạt về đồng hồ giả. Đã có cả một cái chiến dịch thẩm định đồng hồ miễn phí dành cho người tiêu dùng do một doanh nghiệp đồng hồ phối hợp với lực lượng chức năng triển khai trong nhiều tháng. Thế nhưng, đến thời điểm này, vẫn tiếp tục có những người tiêu dùng bị mua phải hàng giả mang đến nhờ thẩm định. Và con số thống kê từ hệ thống này cho thấy rằng là có ít nhất 30% đồng hồ hiện nay là đồ giả. Nghĩa là cứ 10 người sử dụng đồng hồ thì có ít nhất 3 người có thể sẽ đang đeo đồng hồ giả. Chỉ trong vòng 8 tháng, 10.000 người tham gia thẩm định đồng hồ tại trang web này và 1/3 trong số đó đã mua phải đồng hồ giả. Chỉ cần vào trang thẩm định đồng hồ.vn, gửi ảnh chụp các góc độ của chiếc đồng hồ đến, phần mềm sẽ tự động phân tích dữ liệu. Nếu có dấu hiệu là hàng giả thì chủ nhân của chiếc đồng hồ sẽ được mang tới thẩm định trực tiếp. Trong 10.000 trường hợp thẩm định, đa phần là đồng hồ Thụy Sĩ và đồng hồ Nhật Bản đã bị làm giả rất nhiều. Địa bàn các đối tượng làm giả tung hoành mạnh mẽ nhất đương nhiên là các đô thị lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Bây giờ có nhiều cái thương hiệu ấy, nó không làm giả là quay ra là nó lại làm theo kiểu một cái xu hướng là thời trang. Nó đặt một cái tên nào đó nghe rất là châu Âu, lấy đội lốt là nào là Made in Germany rồi Swiss Made. Đấy là một cái hình thức là treo đầu dê nó bán thịt chó. Thực tế cho thấy, thị trường ngầm làm giả đồng hồ rất tinh vi và ngày một nhiều. Đồng hồ giờ đây không chỉ để xem giờ, không chỉ là phụ kiện thời trang, không thể thiếu của nhiều người, mà không hiếm trường hợp còn là một tài sản có giá trị để xây dựng hình ảnh cá nhân. Chính vì thế, đây là mảnh đất béo bở của các đối tượng kinh doanh hàng giả. Theo như chúng tôi đánh giá thì khoảng từ 60-70% lượng đồng hồ trên thị trường Việt Nam là đồng hồ nhái hoặc đồng hồ không rõ nguồn gốc. Chúng tôi cũng gặp rất nhiều đồng hồ nhái cũng như là đồng hồ không rõ nguồn gốc. Đối với những thương hiệu mà chúng tôi phân phối như Oren, Cardino, Frederic Constant, Rado. Giới chuyên môn cũng cho biết đồng hồ giả hiện nay bán tràn lan và gần như mất kiểm soát, thậm chí có thể bị trà trộn, bán ngay ở chính những trung tâm thương mại lớn để đánh lừa người tiêu dùng. Vậy là coi theo con số thống kê từ chiến dịch thẩm định đồng hồ của X-Watch đưa ra, ít nhất 1/3 số đồng hồ đeo tay hiện nay là hàng giả. Nhưng phải nói ngay rằng đó mới chỉ là thống kê từ trong một cái giai đoạn của một doanh nghiệp thôi. Còn cả một thị trường rộng lớn thì không biết con số đó chính xác sẽ là bao nhiêu. Và đây, ngay bây giờ tôi muốn quý vị quan sát thêm một chút nữa hai chiếc đồng hồ này. Thực là đến ngay bây giờ tôi cũng, cho đến thời điểm này tôi cũng không thể phân biệt được. Sau vài ngày ngồi ngắm nghía nó, nếu mà chỉ trong một lúc chúng ta đi mua thì không biết sẽ nhìn thấy nó và phân biệt nó bằng cách nào. Hai chiếc đồng hồ này nhìn bề ngoài thì rất giống nhau, từ chi tiết nhỏ nhất như là khóa này hay là dây đeo đến kiểu dáng màu sắc. Một ví dụ này thôi chỉ để thấy rằng là đồng hồ giả đang được làm rất là tinh vi. Chưa kể là những người bán còn có vô số những chiêu thức khác nhau để lấy niềm tin của người mua. Chiều nay ông Đức đến một trung tâm sửa chữa đồng hồ. Chả là chiếc đồng hồ ông vừa mua 6 triệu liên tục chạy sai giờ.
các kỹ sư kiểm tra và phát hiện ra đây là chiếc đồng hồ được dựng nhái theo một thương hiệu nổi tiếng. Mà tôi sử dụng thì là một thời gian thì là đã có hiện tượng đi mưa, là đã có hiện tượng nước bốc hơi lên mặt kính, và thời gian chạy thì lúc nhanh lúc chậm thì là không chính xác. Chúng tôi liền tìm đến cửa hàng đã bán chiếc đồng hồ trên đường Hàng Đào. Đây là mẫu đồng hồ được quảng cáo nếu chính hãng phải mất tới gần 200 triệu đồng. Thế nhưng chỉ cần bỏ ra 3 triệu đã có một chiếc đồng hồ giống như thật. Theo chủ cửa hàng, giống đến từng chi tiết như dây đeo, kiểu dáng, kích cỡ đến các thông số kỹ thuật. Đeo cái này lên thì người ta không biết được. Biết là sao? Nếu mà người làm mà tinh vi đã tinh vi về sản phẩm, một loạt các thủ thuật thường được người bán tung ra hòng lấy niềm tin của người mua. Đó là những chiếc tem giả, tem chính hãng được dán như thật trên đồng hồ, hay chủ hàng này còn chế hẳn một cuốn sổ bảo hành in đủ thứ tiếng để chứng tỏ được bảo hành tại nhiều nước, kèm thẻ bảo hành giả, khiến người mua nhầm có thể sửa tại các điểm phân phối. Bảo hành máy móc bên trong thì máy móc có nghiêm trọng hay là may mà là nước chẳng hạn. Theo thống kê của trung tâm này, cứ 10 đồng hồ mang tới kiểm tra thì có tới 7 cái là giả. Chẳng hạn chiếc đồng hồ Thụy Sĩ này được làm giả rất tinh vi, mắt thường khó có thể nhận biết. Chỉ khi bổ máy ra, quan sát tỉ mỉ từng chi tiết, thậm chí phải dùng máy đo độ chính xác của đồng hồ mới có thể phát hiện ra. Làm cũng rất là tinh vi. Đó, tinh vi đến từng các cái chi tiết. Nhìn có thể trên mặt số thì các bạn biết. Đó, từ các đường nét và những cái giả mà làm giả. Chỉ chờ khách móc túi rút tiền mua, những chiếc đồng hồ giả liền được đóng vào những chiếc hộp hào nhoáng, cho vào một chiếc túi như quảng cáo của chính hãng. Thế là đã có một vỏ bọc hoàn hảo cho một món đồ giả. Thế là đã có một vỏ bọc hoàn hảo cho những chiếc đồng hồ giả. Nhưng thưa quý vị, có những nơi khác ở Hà Nội, kể cả những thương hiệu đồng hồ xa xỉ như cũng chẳng cần vỏ bọc đâu. Quý vị đã bao giờ nhìn thấy những chiếc Montblanc, Vacheron Constantin, Rolex hay là Patek Philippe mà được gói trong túi ni lông chưa ạ? Được bày đổ đống, mua thì mua theo mớ. Còn nếu chưa thì mời quý vị hãy theo chân phóng viên Chu Bình và Lưu Tuấn của chúng tôi đến một nơi này. Chợ Đồng Xuân Hà Nội, thiên đường của các loại đồng hồ với vài chục cửa hàng. Ở đây, đồng hồ hạng gì cũng có, thương hiệu nổi tiếng đến mấy cũng vẫn là chất đống trong các tủ kính như nhau. Từ thương hiệu Nhật Bản, Hàn Quốc đến những thương hiệu đình đám thế giới như của Đức hay Thụy Sĩ. Nhưng bảy tủ kính vẫn còn là hàng cao cấp, đồng hồ còn được bỏ vào túi ni lông treo trên tường, thậm chí bỏ vào rổ như mớ rau. Đây là của Thụy Sĩ thật à? Nó là giả Thụy Sĩ. Bách mấy? À, cái này khách một. Đeo lên như này thì theo chị người ta có biết không? Biết làm sao được? Khách của nó, khách một của nó đẹp lắm. Các chủ cửa hàng không giấu giếm rằng đây chỉ bán đồng hồ nhái, đồng hồ fake giống như hàng chính hãng mà thôi. Thương hiệu thì nổi tiếng thế giới, còn giá cả thì rẻ đến bất ngờ với cả người tiêu tiền Việt. Những chiếc đồng hồ thương hiệu Thụy Sĩ này chỉ có giá 126.000 đồng. Vài trăm nghìn đồng là mức cao nhất ở đây đối với các loại đồng hồ thương hiệu này. Em không bán mặc cả đâu nhé. 325.000. 325.000 một đôi. Cái đấy lẻ 250 ạ. Nếu khách hàng biết mặc cả hoặc mua cả mớ để bán lại, giá có thể rẻ hơn nữa. Chắc hiếm ở đâu có cảnh đồng hồ được bán như mớ rau, cần hoa quả như ở đây. Và tất nhiên là đồng hồ có thương hiệu nên giả hay fake thì gì cũng có cơ chế bảo hành, dù là bảo hành bằng niềm tin. Đây là giá bán buôn rồi, 600 là giá bán buôn rồi. Mà bán ở đây thì giá buôn thì không bảo hành. Đúng anh, bảo hành ở đây là bảo hành bán buôn, em hiểu không? Về đã bảo về giá chất lượng và giá cả thì anh có thể bảo đảm với em, của em cứ tin, em có thể biên mò. Những người bán hàng ở đây cho biết, mỗi ngày số lượng đồng hồ kiểu này được nhập về nhiều không tính được. Sau đó sẽ được đóng gói, rồi bán buôn cho các đầu mối đi phân phối trên toàn quốc. Những chiếc đồng hồ giả nhập về chợ mỗi ngày nhiều không tính được.
Cho đến khi mà các lực lượng quản lý thị trường hay công an xử lý được những địa chỉ bán hàng kiểu này, thì câu hỏi lúc này của quý vị chắc hẳn là làm thế nào để phân biệt được đồng hồ chính hãng và đồng hồ giả các thương hiệu? Và đây là các thông tin từ phía các chuyên gia. Đa số người tiêu dùng cho rằng chỉ có thể mua được đồng hồ chính hãng, đồng hồ xịn bằng con đường xách tay. Chính điều đấy đã khiến kẻ gian bán cho bạn những chiếc đồng hồ giả thương hiệu giống với hàng chính hãng đến 99%. Cảm quan ở bên ngoài thì là thật sự luôn là không thể là biết được cái đâu là chiếc đồng hồ fake, đâu là chiếc đồng hồ thật. Thì nay hôm nay tôi xin mở cái hộp ra để cho các bạn xem cho rõ hơn. Theo anh Chiến, đồng hồ fake giống đến 97-98% nếu chỉ quan sát bên ngoài. Theo chuyên gia có 6 chi tiết sau để phân biệt. Chiếc đồng hồ giả này phần bên trong tiếp xúc giữa các mắt xích chưa được làm kỹ. Tiếp đến phần núm của đồng hồ vẫn chưa khít vào thanh vỏ. Mã cốt thì không được sắc nét. Mặt số tuy làm khá hoàn hảo, thế nhưng cửa sổ lịch thì bị lỗi. Tuy phần hộp khá giống với hộp thật, giấy in đẹp, thế nhưng các dòng chữ lại không được sắc nét. Tất cả đồng hồ chính hãng, các chi tiết sẽ không khoe ra như mặt trong của nắp đáy. Nhưng nhà sản xuất vẫn làm rất kỹ, vân xoáy làm rất đẹp, trong khi đồng hồ fake thì chỉ làm cho có, vân thì không đều nhau. Không những làm giả giống hệt hình thức một thương hiệu nổi tiếng nào đó, mà còn nhiều thủ đoạn tinh vi khác. Chiếc đồng hồ Oren này là phiên bản độc đáo với hình bản đồ Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 40 năm giải phóng đất nước do Nhật Bản sản xuất. Còn được làm giả tinh vi hơn khi vẫn dùng hình bản đồ, thế nhưng đổi thương hiệu sang Citizen. Trên thực tế thì hãng Citizen chưa bao giờ có làm cái thương hiệu mà có phiên bản đặc biệt này. Vậy là người tiêu dùng trước khi quyết định mua đồng hồ, hãy nên tìm hiểu thật kỹ về nhãn hiệu, giá cả, nơi bán để tránh bị tiền mất tật mang. Vâng, quý vị đã có thêm một chút kinh nghiệm nào cho cái việc đi lựa chọn đồng hồ của mình chưa ạ? Thưa quý vị, có những người không may mắn thì và vì do thiếu hiểu biết, thiếu thông tin một chút mà bị mua phải hàng giả. Nhưng có những người bị các đối tượng cố tình làm gian làm giả để đánh lừa. Và cũng có không ít những người khác thì vì tâm lý thích hàng hiệu lại ham rẻ, chỉ để giải quyết vấn đề hình thức nên vô hình chung đã biến mình thành mồi ngon cho hàng giả. Đó là chưa kể theo quy định hiện hành thì mức thuế dành cho đồng hồ nhập khẩu là 15%. Nhưng hiện nay nhiều người đang mua hàng qua các kênh không chính thống như là mua của các cá nhân bán trên mạng này, trên Facebook này, các địa chỉ gọi là hàng xách tay. Thế là chúng ta cũng đã tiếp tay gián tiếp cho những hoạt động buôn bán trốn thuế. Thưa quý vị, chương trình chống buôn lậu hàng giả bảo vệ người tiêu dùng hôm nay thì đến đây là hết thời lượng rồi. Chỉ xin chia sẻ cùng quý vị thế này thôi. Đồng hồ là để xem giờ, đương nhiên là như vậy. Phụ kiện thời trang đi nữa thì cũng lại phải y phục xứng kỷ đức như các cụ xưa đã nói, nghĩa là khả năng tới đâu thì chúng ta dùng đồ phù hợp tới đó và để đừng cho các đối tượng phi pháp có cơ hội trục lợi trên chúng ta. Chúc quý vị một kỳ nghỉ cuối tuần thực sự vui vẻ.